Rồi chào anh em nha. Sau một thời gian dài chờ đợi thì anh em chơi cái hệ xe mà quay 110, gen 110 gen lớn không nhất rồi, mà muốn cái gen hành trình gen 55.5 mà cái má lớn như cái má cái gen Citylus á, thì hôm nay mình đã về hàng phục vụ cho anh em luôn. Anh em yêu cầu là có nha anh em. Gen Sum Racing 110, má 98, hành trình gen gen, hàng chính hãng của Sum Racing nha anh em. Đó thì cái gen này nói chung mà đúng trên bên thị trường của Mã Lai á, người ta hay gọi là cái gen neo, gen neo mà má 98, tại thường đúng cái gen neo là má 98 mà hành trình gen, người ta ở bển là kêu hay gọi là cái gen là gen KBH125 mod lại cho dòng xe S5 ha. Nhưng mà ở Việt Nam thôi, mình cứ nói dễ hiểu là cái gen 110 má 98 Sum Racing. Thì cái gen này hàng chính hãng Sum Racing nha anh em, thương hiệu Sum Racing. Đây, cái gen này rất là sắc nét và rất là đẹp. Đó. Cái gen này búa gen đẹp nha anh em. Búa gen đẹp có nghĩa là cái thế búa gen nè. Đó. Cái búa này dục ngon nè. Đó, anh em cầm thấy cái máy nè. Cái búa này là ok nha anh em. Cái gen này, cái gen mình kêu là cái gen KFNL quay 110 má 98 hành trình gen gen. Đó, cái gen này cũng làm gia công rất là đẹp. Cuốn nhông nồi này kia đẹp lắm, gia công nè anh em thấy không? Có luôn cái nhông kéo bơm nhớt mà đội đóng nhông chết này, thì thường anh em xài sẽ biết cái loại đồng nhông bơm chết này là nó sẽ ít bị tình trạng là bị vỡ nhông trong một thời gian dài sử dụng. Cái gen cực kỳ sắc nét luôn nha anh em. Gen lớn bơm nhất rồi, nhưng mà máy gen 98 ly nha. Bình thường nguyên bản thì anh em biết là cái gen 110 mình là chỉ má 96 thôi nha. Con này hôm nay mình về hàng gen Sum má 98 hành trình gen gen. Thì cái gen này khi anh em mà nếu gọi mình tính đi gen nha, thì mình sẽ đi cái lòng dài 78, sinh cam 90, à, nhông thầy 16, bánh cam 32. Đó. Gen tất nhiên là gen mới 100%, bao xài. Đó. Đó, bật đạn rồi, rất là nhẹ, hàng làm rất là chất. Thì mình bán giá một cây gen Sum quay, gen Sum quay 110 má 98 vừa về này là mình bán có giá là 650 nha. Song song với mẫu gen này là sẽ có một cái mẫu gen là gen Sum 110 mà má 96 giống chân gen gen, thì giá nó sẽ ok hơn, thì nó gen là 500. Đó, còn anh em nào chơi mà nếu mà chơi nhiều về cái hệ gen này á, đây mình sẽ chỉ cho anh em cái búa gen có mã chữ SB này nè, chạy hơi bị đạt nha. Đó, cái xưởng mà có cái khuôn mà có mã SB này là chạy rất là đạt nha. Nó sẽ thường thấy nằm ở trong những cái gen TA nè, cái gen TA má đen, TA má trắng, đồ này kia. Đó. Rồi cái gen mới 100%, mình bán cho anh em với giá là 650 một cây và miễn ship cho anh em ha. Đó. Gen 110 má búa lớn, thì đó do anh em chơi biết, ví dụ anh em xài cái gen Citylus 110 á, xài thì ok ngon, má cũng lớn, nhưng mà gen má 98 99 á, nhưng mà khi anh em mà ép gen là nó cái ác này nó không có, nó tay lỡ cỡ ha. Con này là lỗ ác này là ở đâu mình cũng có thể thay thế được. Rồi cái gen Sum quay 110 má 98 tay KFL này mình bán cho anh em với giá là 650 cây và miễn ship cho anh em.